Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình 5 phút rồi ngủ. Phải nói là hôm nay Hà Nội là một ngày thời tiết rất đẹp. Và nếu mà chúng ta nhìn những hình ảnh được chia sẻ trên các mạng xã hội của bạn bè mình, khi mà với tâm trạng là một người phải ngồi một chỗ và nhìn ngắm những hình ảnh đó, những status đó, thì mọi người sẽ phải nhận định một câu là thu thế mới là thu, thu thật đẹp. Nắng nhẹ nhẹ, gió hiu hiu, rồi nắng xen qua những hàng cây nữa. Rất là đẹp đúng không quý vị? Thật ra đấy là tôi tưởng tượng thôi, chứ bởi vì là từ sáng đến giờ tôi vẫn ngồi ở cơ quan và cũng không biết là ngoài kia nóng lạnh thế nào. Khi mà nhắc đến những hình ảnh tại Hà Nội thì chắc hẳn là mọi người vẫn còn nhớ đến những hình ảnh tan hoang xảy ra vụ hỏa hoạn tại tuyến phố Đê La Thành cách đây vài ngày. Ngày hôm nay thì mặc dù đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn rồi, nhưng khi rất là nhiều người đi qua khu vực này chứng kiến cái cảnh đổ nát tan hoang thì cũng không khỏi xót xa. Phải mất rất là nhiều thời gian nữa thì những người dân ở đây mới ổn định lại cuộc sống. Và rất may không có thiệt hại nào về người cả. Đây là một thông tin mà tôi rất là quan tâm và tôi tin là nhiều người cũng sẽ quan tâm khi mà xảy ra những cái vụ hỏa hoạn, thiên tai hay là tai nạn. Mặc dù chúng ta đã có một cái vụ hỏa hoạn rất lớn, nhưng rất may là những người dân sống ở khu vực này thì đều an toàn. Nhắc đến hình ảnh tại Hà Nội thì ngày hôm nay mọi người sẽ chú ý đến hình ảnh của những đoàn tàu chạy thử trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Trong cái quãng thời gian chạy thử thì sẽ có 5 đoàn tàu chạy liên tục theo cả hai chiều với tốc độ tối đa cho phép lên tới 65 km/h. Trong cái thời gian vận hành thử từ 3 đến 6 tháng, nếu ổn thì sẽ đưa vào vận hành chính thức. Tôi nghĩ rằng đây là một tin vui với rất nhiều người, đặc biệt là những người dân sống ở mạn Hà Đông, Thanh Xuân, bởi vì là chúng ta sẽ có những cái phương án để giảm tải áp lực giao thông, đặc biệt là trong giờ cao điểm. May quá, cuối cùng thì tàu cũng sẽ chạy. Ít nhất là chúng ta đang cảm thấy tin tưởng và thấy gần hơn vào cái ngầu tàu sẽ vận hành chính thức. Bởi vì chúng ta cũng đã nghe những cái lời hứa hẹn mãi rồi, vài lần mừng lại hụt mãi rồi. Bây giờ thì tàu cũng sẽ có khả năng là vận hành chính thức trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng nữa. Nhắc đến Hà Nội thì tôi vẫn muốn chia sẻ thêm một thông tin nữa thưa quý vị. Đó là năm học 2018-2019 thì các trường trên địa bàn của thủ đô Hà Nội sẽ áp dụng sổ liên lạc điện tử miễn phí dành cho phụ huynh. Vâng, thưa quý vị, phải nói thật là khi mà cứ nhắc đến một cái thông tin này tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì là rất may ngày xưa cái thời mà tôi còn đi học ấy thì không có cái loại sổ nó nguy hiểm, nó lợi hại như thế này. Nếu mà chẳng may bị điểm kém thì kiểu gì tôi về nhà tôi cũng giấu tiền, không bao giờ đưa cho bố mẹ xem. Và ngày hôm sau khi mà đi học thì cố gắng gọi là học tốt hơn, ghi điểm cao hơn để mà chuộc tội. Còn nhỡ mà ghi tên vào sổ đầu bài và cô giáo sẽ yêu cầu gặp phụ huynh thì tôi thường lấy lý do là bố mẹ em đi công tác, và may quá cũng thoát. Và bố mẹ chỉ được biết khi mà có một cái đợt họp phụ huynh cuối học kỳ thôi. Nhưng mà lúc đó thì cuối học kỳ rồi ai nỡ phạt, bởi vì dẫu sao con của họ thì cũng lên lớp, điểm số thì cũng ổn, nhìn chung là hạnh kiểm cũng khá, chỉ bị một vài lần nhắc nhở trong sổ đầu bài thôi, nên mọi thứ rồi cũng qua. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, của rất nhiều năm về trước. Bây giờ cứ nghĩ đến sổ liên lạc điện tử là tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì nhà tôi có hai thằng con trai, bất cứ một điều gì liên quan đến tình hình học tập của nó ở lớp là tôi nắm được ngay. Nhưng mà nghĩ thế cũng tội và thấy bất công cho chúng nó, với vai trò là một người con đã từng thoát và là một ông bố của hai đứa trẻ con, thì tôi thấy đây là một thông tin khá là thú vị. Và một thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là thông tin liên quan đến một khu vực ẩm thực dưới lòng đất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà các đơn vị liên quan thông báo là những tiểu thương hoạt động trong khu chợ này sẽ phải di rời đi trước ngày 30 tháng 4 năm sau, thì rất nhiều tiểu thương đã cảm thấy tiếc nuối. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một niềm tiếc nuối chung của rất nhiều khách du lịch, bởi vì họ đánh giá đây là một khu vực ẩm thực khá là độc đáo và thú vị. Cũng là một người thường xuyên tới thành phố Hồ Chí Minh công tác, nhưng mà tôi chỉ đi qua cánh cổng này vài lần thôi mà cũng chưa thực sự tìm hiểu bên trong nó có những cái gì cả. Và tôi nghĩ rằng nhiều khách du lịch khi mà đến với thành phố Hồ Chí Minh họ cũng không thể tưởng tượng được ở bên dưới lại có một cái không gian mà có quá nhiều những cái hàng quán như thế. Nhưng đó là câu chuyện trước. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, sau tin tức này, tôi và rất nhiều các bạn khán giả của 5 phút rồi ngủ sẽ lên kế hoạch là nếu đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy ghé đến cái khu ẩm thực dưới lòng đất rất là thú vị này quý vị nhé. Một thông tin vui dành cho ngành cá da trơn Việt Nam, bởi vì mới đây thì Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đề xuất là công nhận Việt Nam là đơn vị đạt chất lượng cao trong việc quản lý chất lượng cá da trơn. Như vậy là cá da trơn có cơ hội tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Khi mà nhắc đến cá da trơn tôi lại nghĩ đến một ông em của tôi.
nó có chia sẻ câu chuyện là cái thời mà nó còn học du học ở bên Mỹ ấy, thì khi vào siêu thị nhìn thấy cá da trơn của Việt Nam thấy rất là sung sướng, thậm chí là 2 tuần liên tục nó mua cá da trơn về ăn, và ăn với một cái niềm hạnh phúc rất lớn bởi vì là được thưởng thức ẩm thực quê nhà ngay ở trên đất Mỹ. Vâng, thưa quý vị, đó là thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình 5 phút rồi ngủ ngày hôm nay. Chúng tôi muốn chúc quý vị sẽ có một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng để chúng ta được tận hưởng những ngày cuối tuần thực sự thoải mái nhất bên bạn bè và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Chào quý vị.